Ngày 29 tháng 9, một đại diện Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ thuế không chịu đo nồng độ cồn, dọa quăng ly vào cảnh sát giao thông. Ông HVS, công chức đội quản lý thuế liên xã số 03, thuộc chi cục thuế khu vực Bến Cát, chi cục phụ trách địa bàn bao gồm thị xã Bến Cát, huyện Bầu Bàng và huyện Dầu Tiếng, bị tạm đình chỉ công tác đến hết ngày 10 tháng 10. Nội dung tạm đình chỉ ông S là để xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm nội quy, quy chế cơ quan. Ông S là người đàn ông tự xưng là cán bộ thuế Bầu Bàng không chấp hành đo nồng độ cồn, còn dọa quăng ly vào cảnh sát giao thông trong video được lan truyền trên mạng xã hội và được báo chí phản ánh. Sự việc xảy ra vào ngày 27 tháng 9, khi tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp Công an huyện Bầu Bàng đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện. Một người đàn ông không chấp hành đo nồng độ cồn, bị công an truy đuổi tới một cửa hàng. Người đàn ông tự xưng là cán bộ thuế Bầu Bàng đã trả lời không khi được cảnh sát giao thông hỏi nhiều lần có chấp hành không. Người đàn ông này còn la lớn, tôi nói chú nào mà đẩy chiếc xe của tôi đi là tôi quăng cái ly này vô mặt. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và bàn giao hồ sơ cho Công an huyện Bầu Bàng xử lý theo thẩm quyền.